Vâng, Tinh Quyền xin kính chào tất cả quý vị, tất cả cô chú anh chị đang xem kênh YouTube của tất cả anh em. Thì buổi sáng ngày hôm nay có một cái thông tin khá là căng thẳng liên quan đến câu chuyện của nghệ sĩ Hồng Tơ bị tấn công khá là dữ dội khi mà đã cùng Vũ Lân diễn một cái vở trên sóng truyền hình HTV đó cô chú anh chị. Thì trong cái vở đó thì cũng có cái đôi lời liên quan đến cái câu chuyện mà của sóng gió gia đình của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Thật ra chúng ta được biết đó chính là một trong những cái kịch bản mà chúng chỉ lời nói gọi là khi mà diễn trên sóng truyền hình là những lời cà khịa thôi. Chúng ta ai ai cũng hiểu điều đó, nhưng mà rõ ràng thì sau khi đã gọi là diễn xong cái vở này mà được chia sẻ rất là nhiều trên không gian mạng thì Hồng Tơ cũng đã bị tấn công một cách gọi là dữ dội. Bắt buộc ngày hôm nay Hồng Tơ cũng đã phải lên tiếng trong cái sự việc này. Bên cạnh đó thì sáng nay Thanh Quyền thấy rằng là cái động thái mới nhất của Hồng Phượng cũng có gọi là than thở với một số báo chí cho rằng là khi mà muốn nối nghiệp của cậu Năm đó nhưng mà thời điểm này thì quá khó, khó quá cho nên chắc là sẽ gọi là bỏ nghề, không có thể nào nối nghiệp của cậu Năm nữa, không có thể hoàn thành được cái di nguyện của cậu Năm là mong muốn gọi là Hồng Phượng nối nghiệp nữa cô chú anh chị. Thì thật ra đối với câu chuyện nối nghiệp mà Thanh Quyền đã chia sẻ rồi, là nếu như mà thật sự Hồng Phượng là vẫn còn muốn theo nghề nối nghiệp thì có lẽ rằng đã không nên làm ra những cái câu chuyện và đối với những cái phát ngôn cho đến giờ phút này thì dường như cái con đường nghệ thuật nó đang gọi là rất là mịt mờ tăm tối rồi. Chúng ta có thể thấy là rất là nhiều khán giả lên tiếng đòi một số các nhà đài, các bầu show, tẩy chay, cho đến là một số các nhãn hàng bây giờ không dám ký kết hợp đồng với mẹ con cô Sáu nữa, không dám ký kết hợp đồng với gọi là cô Sáu Hồng Phượng cũng như là cô Sáu Hồng Nhung cũng như là Hồng Phượng, thưa quý vị. Bên cạnh đó thì rất là nhiều người cho rằng là về phía đài truyền hình Vĩnh Long đó cũng đã gọi là xóa bớt thôi chứ không phải là hết, xóa bớt đi một số những cái video có sự xuất hiện của Hồng Phượng, chỉ để lại một số những cái mà Hồng Phượng xuất hiện cùng với nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh thôi để lại làm kỷ niệm gì đó. Nhưng mà trên thực chất thì không biết là cái chuyện này là nó có thật hay không, nhưng mà Thanh Quyền thấy rằng là một số video dường như đã ít hẳn có chú anh chị, dường như nó đã ít hẳn rồi. Thì trở lại với cái nội dung chính, đó chính là cái câu chuyện của nghệ sĩ Hồng Tơ bị tấn công, khiến cho nghệ sĩ Hồng Tơ cũng phải lên tiếng đính chính trong cái gọi là cái sự việc này, khi mà rất nhiều những cái nhân vật nít ảo tràn vào Facebook cá nhân của Hồng Tơ để tấn công một cách dữ dội. Điều này thì chúng ta cũng đã được thấy rất nhiều lần đối với Hồng Loan rồi. Bản thân Hồng Loan cũng bị tấn công khá là kinh khủng, thậm chí người ta lập nick giả để mà mạo danh Hồng Loan luôn, đi kêu gọi từ thiện nhằm làm ảnh hưởng đến danh dự, đến uy tín của con gái của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh nha quý vị. Sau đây là cái bài viết của Hồng Tơ liên quan đến cái câu chuyện mà đã có những cái cà khịa trên sóng truyền hình HTV. Cụ thể Hồng Tơ đã viết như thế này: Hồng Tơ xin lỗi, Hồng Tơ chỉ diễn theo kịch bản của tác giả và đạo diễn thôi. Gia đình anh Năm Vũ Linh Hồng Tơ biết từ năm 80 và có đi chung đoàn. Má Năm và anh Tư Tây mất thì Hồng Tơ đều có đến thắp nhang. Hồng Nhung rồi Tiểu Linh Hồng Tơ xem như là em, xem Hồng Phượng như là cháu, vì Hồng Phượng hay kêu Hồng Tơ bằng cậu như là ruột thịt và từng đi diễn hài chung với gọi là Hồng Tơ. Lúc bà ngoại Hồng Tơ mất thì anh Năm Vũ Linh, anh bầu Ba Quế, Ngân Tuấn, Hồng Nhung, ca sĩ Lê Tấn có về Mỹ Tho thắp nhang cho ngoại. Ân tình đó Hồng Tơ không thể nào quên được. Khi Hồng Tơ nhận được kịch bản thì thấy cũng hơi nhạy cảm, nhưng vì yêu nghề với lại lâu rồi Hồng Tơ ít tham gia đài truyền hình đó nên Hồng Tơ không thể từ chối. Hồng Tơ không hề có chuyện ác ý cà khịa. Nếu có gì không vui, mong các bạn, những người yêu mến gia đình ruột thịt của anh Năm thông cảm cho Hồng Tơ nha. Hồng Tơ là sợ nhất là mất đi tình cảm anh em bạn bè, và nhất là những bạn comment với lời lẽ không được hay cho lắm. Hồng Tơ cảm ơn nhiều. Thưa quý vị, chúng ta có thể thấy là rõ ràng về phía Hồng Tơ khi đưa ra những cái lời này thì có hoàn toàn có lý của chúng chị. Khi một diễn viên đó lên sóng truyền hình biểu diễn thì một cái vở hài kịch thì tất nhiên phải có kịch bản từ trước rồi, không phải chỉ diễn theo kịch bản thôi, và đối đáp qua lại với bạn diễn của mình trên sân khấu. Nhưng mà sau đó thì
có thể thấy rằng là một áp lực vô hình tấn công vô cùng dữ dội vào Facebook cá nhân của Hồng Tơ với những cái lời lẽ comment với những cái lời lẽ comment nó vô cùng thiếu văn hóa nha quý vị. Cụ thể thì có một người cho rằng là bởi có những người bên vực một cách gọi là thái quá nên cà khịa lung tung. Mình là một nghệ sĩ nổi tiếng mà lên sóng truyền hình khịa người bạn diễn tan nát hết gia đình, vậy mà anh vui được hả? Vũ Linh chết không được, cũng không được yên với những lũ người làm cười cho nỗi đau của người đã chết. Câu này thì nghe nó rất là nặng nề nha cô chú anh chị. Rõ ràng người ta chỉ diễn theo kịch bản thôi. Mình là một nghệ sĩ nổi tiếng mà lên sóng truyền hình khịa người bạn diễn gọi là tan nát hết gia đình, vậy mà vui được hả? Vũ Linh chết cũng không được yên với những lũ người làm cười cho nỗi đau của người đã chết. Gia đình Vũ Linh có tranh chấp tài sản thì chuyện gia đình của Vũ Linh xử lý. Gia đình chú Vũ Linh có tranh giành tài sản của nhà Hồng Tơ đâu mà lên sóng truyền hình khịa gia đình Vũ Linh, làm cho gia đình Vũ Linh tan nát thêm. Hồng Tơ lớn tuổi rồi, có gia đình, có ăn học, sao lại diễn hài tồi bài đến vậy, rồi sẽ bị quả báo đó. Quý vị nghe những cái lời comment khá là ác ý. Rõ ràng chúng ta có thể hiểu rằng là Hồng Tơ không có hề gọi là có cái chủ đích hay cái mục đích gọi là cà khịa, cố tình làm như vậy. Nhưng mà đó là diễn theo cái kịch bản, thưa quý vị, diễn theo một cái kịch bản của đạo diễn thôi. Và rõ ràng là về phía nghệ sĩ Hồng Tơ, ông ấy không có cái mục đích hay là muốn câu view, câu like gì trên sóng truyền hình được, cô chú anh chị, không hề có. Nhưng mà đã bị tấn công khá là ghê gớm nha. Bên cạnh đó thì cũng có những người ủng hộ. Anh Hồng Tơ ơi, dù thế nào thì mình cũng luôn bảo vệ những người ruột thịt của anh Năm Vũ Linh anh à. Vì sinh thời gia đình có thể nào thì anh Năm cũng thương người nhà anh hết. Đừng vì nghĩ theo số đông, nghĩ một chiều mà triệt đường người thân của anh Năm. Đừng hùa theo cái lũ con nuôi vong ơn với người nhà của anh Năm. Cái này gớm nha. Anh Năm nơi chính xuống sẽ đau lòng lắm khi nhìn thấy các em, các cháu ruột của mình bị như vậy. Lúc nào cũng thần tượng anh từ xa, từ xưa luôn. Chúc anh Hồng Tơ dồi dào sức khỏe, luôn vui vẻ với nghệ thuật sân khấu. Thì quý vị có thể thấy rằng là những cái lời bình luận vô cùng ác ý. Và trong đó có những cái lời cũng ẩn ý cho rằng là đến giờ phút này thôi vẫn cho rằng là Hồng Loan là con nuôi con gì đó. Nhưng mà bản thân của gọi là mẹ con cô Sáu hoặc là Hồng Phượng thì có lẽ là họ gọi đã biết được rồi. Bây giờ con nuôi con gì thì người ta cũng thừa hưởng hợp pháp hết rồi, tài sản cũng đã thuộc về người ta. Bây giờ nếu như mà cái câu nói mà Hồng Phượng nói bây giờ muốn nối nghiệp cậu mà giờ khó quá, thì rõ ràng nó rất là đơn giản đâu chú chị. Đơn giản một cái điều như thế này, đó chính là sao? Đó chính là cái câu chuyện mà Hồng Loan đã nhờ cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ cái vấn đề tiền phúng điếu cho đến là các nhân vật kêu gọi. Thì cái điều này Thanh Nguyên nghĩ rằng đây là một cơ hội cực kỳ lớn dành cho mẹ con cô Sáu để mà lấy lại sự trong sạch của mình. Mình có thể đến tận cơ quan chức năng để mà hợp tác luôn, mình hợp tác nhanh chóng để mà làm rõ ra nếu như mình không có khúc mắc, đúng không cô chú anh chị? Đây là một cơ hội rất lớn mà Hồng Loan đã gọi là làm cho mẹ con cô Sáu luôn, chứ bản thân Hồng Loan không được gì đâu. Nếu như mà bây giờ Hồng Loan á là cô ấy không cần nhà cơ quan chức năng vào cuộc luôn, cô ấy cứ để im vậy rồi dư luận cứ tấn công như vậy thì mẹ con cô Sáu sẽ làm thế nào? Và Thanh Nguyên thấy hay một điều là Hồng Loan đã nhờ cơ quan chức năng vào cuộc thì mẹ con cô Sáu nên hợp tác nếu như mình hoàn toàn trong sạch. Vàng thật thì đâu sợ lửa, đúng không chú anh chị? Hợp tác để cơ quan chức năng làm việc một cách nhanh chóng nhất, lấy lại cái sự trong sạch của mình. Nếu như mà trong cái vấn đề gọi là đất đai, tiền bạc, tiền phúng điếu cho đến là cái tiền kêu gọi, mình hoàn toàn trong sạch, mình hoàn toàn minh bạch thì mình sợ cái gì, đúng không quý vị? Đặc biệt cái điều bây giờ là cái người ta gọi là mong chờ cái điều đầu vào đó, cái điều mà tiền thu vào trong đám tang đó, nó có đúng với những cái lời mà Hồng Phượng đã vừa ngày hôm trước đã họp báo hay là không, cái tiền chi ra nó có hợp lý hay là không. Đó là cái điều mà Thanh Nguyên nghĩ rằng là mẹ con cô Sáu nên chủ động làm cái điều này để mà lấy lại sự trong sạch. Giống như cái câu chuyện của Vũ Lưng đó quý vị, sau khi mà khán giả biết rằng đã hiểu lầm thì người ta cũng gọi là quay trở lại yêu thương nhiều hơn, anh nhận được nhiều show hơn, được nhiều gọi là khán giả yêu mến hơn nữa. Thì Hồng Phượng nếu thật sự cô ấy muốn theo nghề, cô ấy muốn gọi là quay trở lại cái nghệ thuật vân vân, thì cái điều đầu tiên Thanh Nguyên nghĩ là không phải là đi kiện tụng đâu. Cái điều đầu tiên là lấy lại cái sự trong sạch cho mình, chứ không phải là tối ngày đi lên gọi là kiện tụng rồi than thở trên một số các nền tảng mạng xã hội rồi ẩn ý làm thơ chửi xéo người này đá xéo người kia. Đó là một cái điều mà nó
vô ích mà lại khiến cho khán giả họ càng thấy là cô Hồng Phượng này, cô ấy gọi là nó không có xứng đáng với cái tình cảm yêu thương trước đây mình đã dành. Thưa quý vị, rõ ràng là như vậy. Cái điều khán giả cần đó chính là cái sự gọi là trong sạch hay không đối với mẹ con cô Sáu. Có cái vấn đề lấp liếm cho câu chuyện tiền bạc hay không, còn vấn đề con nuôi hay con ruột bây giờ có lẽ nó không quan trọng nữa quý vị. Bởi lẽ con nuôi con ruột thì Hồng Loan cũng sẽ thắng thôi, Hồng Loan cũng sẽ thụ hưởng cái tài sản đó không mà thôi. Cái điều mà người ta chờ vẫn là cái tiền bạc có minh bạch hay không. Và vì phía Hồng Loan đó cô chú anh chị, nếu như mà sau này đó thắng cực thắng kiện đó, nhiều người tin rằng là Hồng Loan sẽ gọi là không bỏ rơi mẹ con cô Sáu. Nhiều người nói rằng là cho rằng là tin tưởng về phía Hồng Loan, cô ấy rất là hiền hậu, cô ấy gọi là sẽ dù thế nào cô ấy cũng sẽ không bỏ rơi mẹ con cô Sáu đâu, sẽ gọi là có một ít tiền khi mà bán đất được rồi mua nhà vân vân. Cái điều này Thanh Quyền không biết sau này thì cái chuyện câu chuyện của sau này, nhưng bây giờ có lẽ rằng đó chúng ta đã thấy rồi, cho đến giờ phút này thì mẹ con cô Sáu vẫn chưa có cái ý định gọi là quay đầu, chưa có ý định quay đầu. Và cái điều mà Hồng Loan khẳng định đó là không có một xu, và thậm chí là bây giờ cái vấn đề mua nhà hay là cho tiền nó không cần thiết nữa. Anh Huyền thấy là nó hoàn toàn đúng luôn. Bởi lẽ đó là nếu như mà mẹ con cô Sáu thật sự gọi là biết quay đầu quay xe đó, họ gọi là muốn sắp xếp êm ấm cho câu chuyện này đó, nó thẳng ra là muốn gọi là giải hòa, hay là có thể nói là nó sắp xếp một câu chuyện trong gia đình yên ắng, thì có lẽ rằng họ đã không làm đơn kiện Hồng Loan rồi. Kiện là kiện cái gì? Tố cáo cái gì của chú chị? Tố cáo Hồng Loan ăn cắp tiền. Một điều Thanh Nguyên thấy rằng nó vô lý lắm, đó chính là cái số tiền 8 triệu đồng với 200 đô la. Số tiền nó cũng nó thẳng ra 200 đô la thì đổi ra nó đâu đó khoảng gọi là 4 triệu mấy đó quý vị. Cho nó tầm 4 triệu rưỡi đó, thì thêm 8 triệu thì tầm nó mười mấy triệu đồng thôi. Cái số tiền đó nếu mà thật sự nó thẳng ra nó cũng không có lớn lắm, không lớn lắm, nó mười mấy triệu nó không có lớn lắm quý vị. Nhưng mà cô Sáu nói rằng là Hồng Loan đã ăn cắp số tiền này. Vừa qua chúng ta nghe là Hoa hậu Phương Lê đó, Hoa hậu Phương Lê là nghe đâu đó thì cũng bị coi mẹ con cô Sáu kiện tụng gì đó quý vị. Nhưng mà đã cho cái Hồng Loan số tiền 500 triệu đồng, nhưng mà Hồng Loan không lấy. Hồng Loan không lấy quý vị, 500 triệu đồng mà cô ấy sẵn sàng gọi là không lấy một xu nào hết. Vậy thì 8 triệu mấy, mười mấy triệu đó, Thanh Nguyên quý vị thử đặt ra câu hỏi là Hồng Loan có tham cái khoản tiền 8 triệu mấy đó để mà chui vào phòng hay là làm gì đó ăn cắp để sau này mẹ con cô Sáu tố giác mình hay không. Bên cạnh đó chúng ta nghe rất nhiều những cái câu chuyện rồi, cái vấn đề mà trước đây Hồng Loan á, cô ấy gọi là báo cha mình đó, xin tiền cha hay là vòi vĩnh tiền cha của mình đó, thì đó cũng chỉ là cái điều mà mẹ con cô Sáu nói thôi. Nhưng mà nếu có luôn nha, nếu có thì Thanh Nguyên cái điều đó cũng bình thường lắm. Tiền của cha mình mà, con cái mà quý vị, khi mà mình túng thiếu, mình kẹt này kẹt kia thì mình cha mình có tiền thì mình lợi mình vòi vĩnh mình xin, cái điều đó cũng bình thường lắm quý vị. Trong khi là con gái nữa, thì cô nghệ sĩ ưu tú Linh lên có đứa con mà thì cô ấy xin tiền hay cô ấy gọi là có, dù có gọi là trong cái vấn đề gọi là túng thiếu, cô ấy có nói dốc nói láo gì đi, nó thẳng là như vậy, có nói dốc nói láo con lấy cái tiền này con làm này làm kia hết rồi, có nói dốc đi để mà mình lấy cái tiền đó mình làm việc khác đi, thì Thanh Nguyên nghĩ rằng đó cũng là cái điều có lẽ bình thường lắm. Còn cái câu chuyện cô Sáu, nếu mà nói đến vòi vĩnh hay là cái này kia mà phá gia chi sản đó, thì phải nhắc đến cô Sáu là người như thế nào, cờ bạc cái này kia nợ nần khiến cho cố sĩ Tu Linh phải trả biết bao nhiêu tiền bạc. Tại sao có vấn đề này thì cô Sáu không nghĩ đến, Hồng Phượng không nghĩ đến, mẹ mình đã gọi là phá của người ta biết bao nhiêu tiền rồi, mà ngày hôm nay Hồng Loan vẫn chưa kể đến câu chuyện đó nha. Hồng Loan vẫn không nói đến cái vấn đề mà cô Sáu đã nợ nần chồng chất rồi khiến cha mình phải trả nợ biết bao nhiêu tiền bạc, nhưng mà bên phía cô Sáu lại muốn đưa ra cái thông tin là Hồng Loan là một đứa con nuôi rơi đớt rồi phải báo cha báo mẹ hư hỏng như này cái kia, trong khi bản thân của cô Sáu cũng như là Hồng Phượng chưa chắc đã tốt được như là Hồng Loan. Cô chú anh chị, cái điều mà Thanh Quyền thấy rằng đó, mới đây trên trang Facebook của cô gọi là nhà báo hết thời báo đời đó, Huỳnh Hòa Bình, nghe cái tên thì nghe rất là Hòa Bình, nghe rất là im tai cô chú anh chị, nhưng mà lời nói thì không được im tai chút nào nha. Có đưa lên một cái phần tin nhắn mà che đi cái gọi là cái nhân vật nhắn tin, thì cụ thể nhân vật đã nhắn thế này,
cái lý do mà cô Sáu gọi là bán cái từ đường đó là như sau. Một nhân vật nói rằng là đọc bài viết của chị nhà báo phân tích về sự việc Hồng Loan, Hồng Phượng và bà Sáu là Hồng Nhung là rất hay và tinh tế. Họ cùng tần số cho nên họ thấy tinh tế nha. Trong phần họp báo của bọn gọi là Hồng Loan, dùng từ bọn là chúng ta hiểu rồi, Bùm Bùm và thằng cu Mỹ, em xem mà em bức xúc vô cùng. Thằng cu Mỹ ở với bà Sáu từ nhỏ đến khi trưởng thành, làm biếng, thức khuya chơi game đến 3-4 giờ sáng, ngủ đến 1-2 giờ trưa. Mẹ nó thì 60 mấy tuổi phải đi làm đến 11 giờ đêm nuôi nó. Bà Sáu la ó, giờ đó nói ở với bà gọi là áp lực. Thấy thương Sáu, thật sự đau lòng vì lũ cháu mất dạy. Quá khứ Sáu có làm gì sai cũng chỉ sai với chú Năm. Em không bình luận, nhưng trong mắt em, bà Sáu là người thương con cháu, thương anh em. Về nghề nghiệp, bà là nghệ sĩ có tính chuyên nghiệp và đạo đức. Nhà từ đường mấy thằng cu Mỹ và cả chú Vũ Linh biết rõ lý do, không phải là do cô Sáu ăn chơi cờ bạc mà mất. Lý do cô là cầm cho ngân hàng để mua cái nhà ngoài Hàm Tử. Khi chồng tiền, cô Sáu mới biết là ngoài Hàm Nghi chứ. Mua cái nhà ngoài Hàm Nghi, nhà ngoại hay nhà ngoại chứ không có dấu quý vị. Khi chồng tiền thì cô Sáu mới biết là nhà đang tranh chấp. Cuối cùng cô Sáu không có tiền đóng cho ngân hàng nên là đành mất cái nhà của ông bà để lại. Thưa quý vị, thì nói chung đó có đủ lý do để viện, nhưng mà dù sao thì rõ ràng cái nhà từ đường thì cũng đã bị cô Sáu gọi là mất tiêu rồi. Đúng không cô chú anh chị? Bây giờ có đưa ra cái lời giải thích nào thì bản thân cô Sáu là cái nhà từ đường thì cô Sáu cũng do chính tay cô Sáu đã gọi là mất cái nhà từ đường này. Còn bên cạnh đó đó thì cái nhân vật này gọi là một nhân vật giấu tên, đưa ra những cái lời gọi là nói rằng là chửi Hồng Loan cũng như là chửi con của Bắc Tư, cu Mỹ rồi vân vân bùm bùm các kiểu. Đây chúng ta có thể thấy rằng là họ luôn nói rằng là Hồng Loan rồi mấy đứa gọi là binh cho Hồng Loan là đưa những đứa mắc dạy với mẹ con cô Sáu. Thì tất nhiên rồi, phe bên kia mà ủng hộ mẹ con cô Sáu thì họ có những cái lời lẽ là như vậy. Nhưng mà thưa quý vị, là một người lớn, chúng ta là một người lớn đi, những đứa con cháu mình đôi khi thì nó như này như nó khác. Mà trước tiên chúng ta phải nhìn nhận lại tại sao mình là người lớn mà không, đứa nhỏ nó không tôn trọng mình. Trong đó có cái khúc mắc gì hay không, mình ăn ở có tốt hay không. Khi mà từ nhỏ đã chứng kiến cái sự việc gọi là Hồng Loan đã bị gọi là cô Sáu như thế nào, đối xử như thế nào, đối xử khác biệt và đàn áp từ nhỏ rồi đó. Trong khi đối xử với Hồng Phượng, đối xử với những đứa con của Hồng Phượng khác, đối xử với Hồng Loan khác khác, nắm quyền hết tất cả mọi thứ, một sống một cách áp đặt và quyền lực. Khi mà mỗi khi mà cố thì xỉu Tú Linh không có nhà, đó là một cái điều mà tại sao mấy đứa nhỏ nó không tôn trọng mình sống có đúng hay không đó. Mình nhìn xem xét lại cái đạo đức của bản thân mình trước đã. Thưa quý vị, đó là tại sao mà đến giờ phút này chính bản thân của gọi là những người trong cuộc, đặc biệt là mẹ con cô Sáu, chưa biết mình sai ở đâu, chưa biết mình sai chỗ nào. Đó là họ chưa nhìn lại bản thân của họ đã làm gì, đã làm đúng hay chưa, mà họ chỉ nhìn vào những cái sai của người khác rồi họ đánh giá, thậm chí là lấy bụng ta để mà suy ra bụng người. Thưa quý vị, không biết rằng quý vị đánh giá thế nào với một số những cái nội dung ngày hôm nay. Mỗi kiến đóng góp mong rằng quý vị khán giả để lại dưới phần video để các anh em có thể tham khảo hơn. Thì em cũng sẽ liên tục cố gắng cập nhật một số cái thông tin liên quan đến câu chuyện của mẹ con cô Sáu Bào và Hồng Loan để quý vị chúng ta tiện theo dõi. Còn bây giờ xin cảm ơn, xin kính chào và hẹn gặp lại. Vâng, cuối phần video ngày hôm nay thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị ba sản phẩm đến từ quê hương Bạc Liêu, Cà Mau nha cô chú anh chị. Đầu tiên đó chính là mật ong rừng nguyên chất, được lấy từ rừng tràm U Minh, 100% nguyên chất nha cô chú anh chị, bảo đảm hàng chất lượng cho tất cả quý vị. Một chai em đang cầm đó, đó chính là nửa lít là 750.000, miễn phí ship, 1 lít là 1,5 triệu nha cô chú anh chị. Hiện tại thì em có thể giao ra nước ngoài, tất cả các nước trên thế giới luôn. Tiếp theo đó chính là tôm khô, tôm khô này là tôm khô loại 1, từ gọi là quê hương Bạc Liêu nha cô chú anh chị. Tôm khô loại 1, một bịch em đang cầm là nửa ký. Nửa ký thì cũng là 750.000 luôn, 1 ký là 1,5 triệu, miễn phí ship. Tiếp theo thì là trà bông tôm. Trà bông tôm này được làm từ con tôm đất thiên nhiên, từ quê hương Bạc Liêu, Cà Mau. Một hũ em đang cầm là nửa ký nha, nửa ký là 800.000, 1 ký là 1,6 triệu, cũng miễn phí ship luôn. Ba mặt hàng của bên em,
gồm có là tôm khô, trà bông cũng như là mật ong rừng đó. Thì ba mặt hàng này đều miễn phí ship và hiện tại đều có thể giao qua tất cả các nước trên thế giới. Các vị khán giả nào trong và ngoài nước có nhu cầu sử dụng thì mong rằng cô chú anh chị ủng hộ đặt hàng qua các số điện thoại em đang ghi trên màn hình 0395652797. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị.